hậu ông ào cạch mặt, nam em chính thức tái hợp Bạch Công Khanh. Trong khi đó, netizen phản ứng ra sao khi Hoài Lâm Bạch Công Khanh lần đầu song ca một nhạc phẩm. Siêu lừa gặp siêu lầy chính thức cán mốc doanh thu trăm tỷ. Vì sao con trai Khánh Thi Phan Hiển bật khóc khi ở nước ngoài? Tin tức nước ngoài đáng chú ý. Lộ diện sao nữ được nhiều diễn viên nam muốn hợp tác trong CPIT. Trong mới của từ hy viên thừa nhận một điều sao loạt lầm xùm. Sau chia tay, biết kê quyết không xin lỗi Shakira xin chào lại là xuân ngọc đây chúng ta lại cùng gặp nhau trong chương trình giải trí được phát sóng trên các nền tảng của iBis và ngay bây giờ mời mọi người vào từng nội dung chi tiết hậu ông ảo cạch mặt Nam em chính thức tái hợp bạch công khanh trên trang cá nhân mới đây, thì nam em bất ngờ chia sẻ poster đêm nhạc Love Story 2. Đính kèm là dòng chia sẻ Love Story 2 chính thức phát sóng vào lúc 20 giờ ngày 25 tháng 3. Mọi thứ dường như là đang nở hoa trên con đường nam em đi. Love Story 2 chưa phát sóng thì Love Story 3 đã có rất nhiều nhà tài trợ, chắc chắn là sẽ có một đêm bùng nổ. Và đáng nói phải kể đến hình ảnh của Bạch Công Khanh xuất hiện trên poster. Đây là lần đầu tiên nam em có hành động đăng tải hình ảnh của Bạch Công Khanh sau những lùm xùm rạn nứt mối quan hệ trước đó. Nhiều người cho rằng phải chăng là họ có thể đã quay lại như xưa. Tuy nhiên được một số khác lại cho rằng Love Story 2 là chương trình ghi hình và phát lại những buổi diễn trước đây của nam em và các nghệ sĩ khách mời. Thế nên việc có mặt bạch công khanh trên poster cũng là điều dễ hiểu nói về ồn ào cũ, thời điểm Nam Em và Bạch Công Khanh đã vô cùng đắt show tại các sân khấu lớn nhỏ. Bất ngờ, người đẹp gốc Tiền Giang đã có những chia sẻ ẩn ý về người bạn này. Về phía Bạch Công Khanh, anh đã hủy kết bạn với Nam Em. Trong khi dư luận chưa hết hoang mang thì sau Nam đã lên tiếng về ồn ào với Nam Em. Theo đó, thì Bạch Công Tử cho biết nam em là một người sống rất là cảm xúc khi bị người khác tác động, sẽ phản kháng lại bằng những cái hành động bản năng. Điều đó không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Có người thì thương, đồng cảm, nhưng mà cũng sẽ có người không thích và họ cảm thấy khó chịu. Nói về những bất đồng, nam ca sĩ bộc bạch, bất đồng giữa chúng tôi nhỏ như là con nít. Nếu mọi người biết được, Chắc là sẽ rất là buồn cười, nhưng nó lại đẩy mọi chuyện đi quá xa. Mỗi lần trả lời báo chí, tôi không muốn nói nhiều. Khi mình cố gắng trở thành một nghệ sĩ có hình ảnh đẹp trước công chúng, mình trả lời một cách tế nhị và khéo léo nhất để không ảnh hưởng đến ai, thì một số khán giả quay ngược lại nói tôi là người rất lương lẹo và giả dối. Bạn nghĩ sao nếu như Nam Em, Bạch Công Khanh đã tìm được tiếng nói chung? Netizen phản ứng khi Hòa Lâm, Bạch Công Khanh lần đầu song ca một nhạc phẩm. Mới đây, nam ca sĩ Bạch Công Khanh đã đăng tải bài hát live cùng Hòa Lâm tại một đêm nhạc. Cả hai đã mang đến bản song ca Ai chung tình được mãi. Ca khúc nổi tiếng nhưng cũng không kém những tai tiếng suốt khoảng thời gian năm 2022. Khi nghe họ hòa giọng, thì ai nấy đều nhìn ra sự tính toán khôn ngoan trong khoảng chia ca từ một cách hợp lý để cả hai đều có thể tỏa sáng trong phần thể hiện của mình. Đặc biệt, với giọng hát ngọt ngào và mùi mẫn của mình, Hòa Lâm đã khiến cho khán giả thổn thức ngay từ khi cất giọng trong những câu hát đầu tiên. Còn Bạch Công Khanh anh cũng cho thấy sự tinh tế khi mà thường xuyên dành cho Hòa Lâm những cử chỉ ân cần như cái khoác vai nè, đồng thời thì cũng chủ động hát bè giúp cho Hòa Lâm thăng hoa hơn trên sân khấu. Với sự ăn ý thì người hâm mộ đã để lại bình luận mong chờ cả hai sẽ tiếp tục có những màn trình diễn hay và đột phá hơn nữa. Siêu lừa gặp siêu lầy chính thức cán mốc doanh thu trăm tỷ. Sau một thời gian công chiếu, thì bộ phim Siêu lừa gặp siêu lầy của đạo diễn Võ Thanh Hòa là chính thức cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng tại phòng vé. Tính tới sáng ngày 24 tháng 3, Chia sẻ về niềm vui này thì nam đạo diễn bày tỏ ngay từ đầu tôi và ekip không đặt kỳ vọng doanh thu cao cho phim. Khi phim đạt mốc doanh thu 100 tỷ đồng, mọi người rất vui và phấn khởi. Tôi cảm ơn vì tình thương của khán giả dành cho tác phẩm. Thành công doanh thu của phần 1 sẽ tạo nền móng cho tôi thực hiện hai phần tiếp theo. Như vậy siêu lừa gặp siêu lầy chính thức là bộ phim Việt thứ ba có doanh thu trên trăm tỷ trong quý đầu tiên của năm 2023 sau nhà bà nữ và chị chị em em hai. Phim thì thuộc thể loại hài hước, xoay quanh câu chuyện của Khoa Mạc Văn Khoa, một tên trộm đến Phú Quốc để đổi đời. Vô tình thì Khoa gặp Tú, anh Tú thủ vai, tội phạm với vẻ ngoài điển trai và mô mô. Cả hai đã kết thân và thực hiện nhiều phi vụ lớn nhỏ. Về sau thì nhóm kết nạp thêm hai thành viên là ông Năm Nhất Trung và Mã Lai do Ngọc Phước thủ vai, tạo nên nhiều tình huống dở khóc, dở cười. Vì sao con trai Khánh Thi phan hiển bật khóc khi ở nước ngoài? Mới đây thì cặp sao Khánh Thi Phan Hiển đã cùng cậu con trai là bé Cubi để có chuyến du đấu tại trời Tây. Và trong một đoạn clip vừa được Khánh Thi chia sẻ trên trang cá nhân, thì netizen đã không khỏi ngỡ ngàng trước hình ảnh méo máu của cậu con trai cặp đôi kiện tướng Desport. Theo đó thì việc không thể đạt được hạng nhất mà chỉ được hạng gì, con trai của Khánh Thi Phan Hiển đã ngã vào lòng mẹ bật khóc nức nở. Lý giải sự việc thì Khánh Thi bày tỏ, Đội của Cobi được giải nhì nên Cobi khóc luôn. Đội của Cobi có 3 phan hiển nhưng đạt giải nhì. Thế là đội người khác đạt giải nhất. Sau đó thì Khánh Thi đã gửi những lời động viên an ủi đến con trai như sau. Đội mình cũng hay mà. Đạt giải nhì là giỏi rồi con. Đâu có sao đâu. Có thể thấy là bà xã phan hiển có cách dạy con cực kỳ khéo léo và đầy tâm lý đúng không nào? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn để IPX được biết với nhé. Lộ diện sau nữ được nhiều diễn viên nam muốn hợp tác trong CPX. Netizen mới đây đã cùng nhau bàn tán đề tài liên quan tới nữ diễn viên Cbiz nào được các sao nam thích hợp tác chung nhất. Và ngay sau đó thì số lượng ý kiến thu về chủ yếu là dành cho nữ minh tinh Đàm Tùng Vận. Bên cạnh ngoại hình dễ dạng tương xứng với các bạn diễn thì diễn xuất chắc tay, nữ chính quy lộ cần nhận về nhiều chú ý bởi việc không vướng drama. Và cụ thể thì Đàm Tùng Vận được nhận xét là nữ diễn viên chuyên nghiệp khi mà thành danh nhờ tác phẩm thay vì thị phi với các sao nam đóng chung. Chỉ tính từ đầu năm 2023 đến nay thì Đàm Tùng vận đã cho ra mắt hai dự án phim hiện đại là Hướng Gió Mà Đi và Quy Lộ. Các hai bộ phim này đều nhận được rất nhiều sự khen ngợi của khán giả. Diễn xuất tròn vai và chemistry trang màn hình của Đàm Tùng Vận và Vương Khải cũng như là tỉnh Bách Nhiên khiến cho dân tình không khỏi mê mẩn luôn nè. À. Bạn nghĩ sao trước việc Đàm Tùng Vận là sao nữ được nhiều diễn viên mong muốn hợp tác nhất? Hãy chia sẻ quan điểm với chúng tôi nhé! Chồng mới của Từ Hy Viên thừa nhận một điều sau loạt lùm xùm sau một thời gian qua thì hôn nhân của từ hi viên đã trở thành chủ đề bàn tán xôn xao cõi mạng đã có những tin đồn không hay về chồng mới của cô là nam dj khu tuy nhiên thì bỏ mặt mọi lời dèm pha cặp đôi vẫn bên nhau vô cùng hạnh phúc mới đây thì khi tham dự một sự kiện tại đài loan thì khu chunjop cho biết vợ chồng anh vừa kỷ niệm một năm ngày cưới nam dj người hàn ra lời khẳng định vợ chồng anh hiện rất là hạnh phúc và không để những tin đồn thất thiệt ảnh hưởng khi được hỏi về việc kỷ niệm một năm ngày cưới thì cô Chun Yeop chia sẻ, chúng tôi chỉ âm thầm cùng nhau uống xăm banh và ăn mừng tại nhà. Anh cũng khẳng định, sau một năm sống chung thì anh và từ hi viên chưa bao giờ cãi nhau. Tôi ngày càng yêu cô ấy nhiều hơn. Về món quà tặng vợ nhân dịp kỷ niệm một năm ngày cưới thì người đại cho biết, đã mua tặng vợ một chiếc váy mà cô rất là yêu thích. Còn từ hi viên thì tặng chồng một chiếc khăn lụa quàng cổ để anh có thể dùng làm phụ kiện khi đi biểu diễn. Sau chia tay, Big K quyết không xin lỗi Shakira ôm ao tin ái giữa nam cầu thủ Pique và người đẹp Shakira thời gian qua đã tốn không ít giấy mực của báo giới. Hiện thì cả hai đã chính thức đường ai nấy đi. Trả lời phỏng vấn El Pais, Girard Piquet, chia sẻ anh đang hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Anh nói là tôi dành năng lượng để ở bên người thương yêu và cho họ những gì tôi có. Tôi rất hạnh phúc, cuộc sống của tôi thay đổi và tôi biết cách giữ gìn hạnh phúc. Theo Basic, cựu cầu thủ Tây Ban Nha không xin lỗi Shakira sau chỉ tay vì cho rằng bản thân không làm gì sai. Hiện thì anh chỉ muốn tập trung vào những mục tiêu đã được đề ra. Đó chính là bảo vệ hai con trai Milan 10 tuổi và Sasha 8 tuổi. Về phía Shakira thì cô cho biết đã thực sự khó khăn sau chia tay. Bên cạnh đó, người đẹp Bày tỏ bất kể mọi thứ tệ như thế nào kê vẫn là cha của các con cô Chúng tôi có một công việc phải làm Là chăm sóc hai cậu bé phi thường này Tôi tin rằng chúng tôi sẽ tìm ra điều gì Là tốt nhất cho tương lai ước mơ của chúng Và những thông tin vừa rồi Cũng đã khép lại chương trình giải trí Abyss Xuân Ngọc xin cảm ơn sự quan tâm Và theo dõi của tất cả quý vị và các bạn Hẹn gặp lại mọi người trong các chương trình kế tiếp Còn bây giờ thì xin chào